Rồi bây giờ cặp số 1 của đội B, tức là bên đội anh Hòa, cặp số 1, bốn tay nắm nhau, bốn tay nắm nhau. Rồi bây giờ bốn tay đặt lên vai nhau, đặt lên vai nhau. Anh bấm giờ nha, chuẩn bị nha. 3 Ủa Hồng ơi, di chỉ vô giữa hả? Sáu cặp. Bây giờ nè, hiện giờ là máy trực tiếp chúng ta đang quay cho chúng ta phải trả cái vị trí để có hình cho nó có hình. Rồi, bốn tay đặt lên vai nhau, ôm cổ nhau. Rồi, ôm cổ nhau. Khi mà đếm 1, 2, 3 thì như vậy chuyển lên tới giữa đây. Rồi bắt đầu mới làm bể nhau. Rồi, chuẩn bị chưa? 3, 2, 1, bắt đầu. Bắt đầu. Vô giữa. Rồi, nhấc cái giữa. Bong bóng là bể bể trước khi vô không? Thì Dương em kiểm tra cái bong bóng của em có bị gì không? À, các bạn ơi, chúng ta rút kinh nghiệm mà bên kia hãy ít quá, mình hãy mạnh lên, chắc chắn mình sẽ thắng thôi.